Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 119. Ở cuối tập trước, sau khi đột nhiên những âm thanh vang dội trong không gian điên cuồng truyền đến, tiểu cầu kia dừng lại trên thân thể hắc y nam tử trong nháy mắt, quần áo trên cơ thể hắn tiêu tan, da thịt hóa thành tro bụi, xương cốt vỡ vụn thành hư vô. Gần như trong chớp mắt, trừ nguyên thần ra, hắn hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Hồn thú vồ hụt liền gầm lên ý không cam lòng, muốn đuổi theo tấn công nguyên thần của hắc y nam tử, nhưng bị hạn chế bởi xạ thần xa nên không thể đi quá xa. Vì vậy nó không kìm nổi rít gào kịch liệt. Vương Lâm nhấc tay phải lên hư không, nắm lấy xạ thần xa di chuyển thân mình, bay nhanh ra phía trước. Hồn thú lập tức vui vẻ, xuyên qua Vương Lâm, đuổi theo. Một người một thú, lần đầu tiên phối hợp chặt chẽ với nhau. Vương Lâm cầm xạ thần xa làm cho hồn thú gia tăng phạm vi di chuyển. Đuổi theo một lúc, thấy hồn thú không còn kiên nhẫn, nó quay đầu về phía Vương Lâm, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái, tiến thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như hơi trùng xuống, hai mắt co rụt lại. Nhưng khi thấy hồn thú tiến lại gần, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang, nhìn về phía hồn thú. Nếu nó tiến thêm bước nữa, hắn sẽ không chút do dự mà trách phạt. Hồn thú ngừng lại một chút, ánh mắt tỏ vẻ từ bỏ ý đồ đang nghĩ. Vương Lâm trong lòng khẽ động, trong mắt vụt tắt tia hàn quang, nhìn sang phía hồn thú, gật gật đầu. Hồn thú cũng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Lập tức, lướt nhanh lao về phía Vương Lâm đánh tới. Vương Lâm không tấn công lại mà di chuyển lên trên. Hồn thú cũng lao theo, dừng ngay dưới chân Vương Lâm, nâng Vương Lâm lên rồi tiếp tục bay đi. Vương Lâm cố nén vui sướng trong lòng. Đây là lần đầu tiên hồn thú chủ động cõng hắn lên cùng bay đi. Trần Nhân chế tác xạ thần xa cũng từng truyền lại rằng xạ thần xa là pháp bảo phi thường. Mặc dù sử dụng khẩu quyết và chân ngôn vô cùng linh hoạt, nhưng nếu không thể chân chính đạt được sự chấp nhận của hồn thú, thì chỉ có thể phát huy được uy lực nhất định mà thôi. Chỉ có chính thức được hồn thú chấp nhận, xạ thần xa mới phát huy hết toàn bộ uy lực. Vương Lâm thở sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua hồn thú phía dưới chân. Con thú này hiện tại cũng chưa nhận thức ta, chẳng qua là do nó muốn nuốt nhanh nguyên thần kia, chê ta tốc độ quá chậm nên mới nâng ta. Tuy nhiên như thế cũng đã tốt rất nhiều so với trước. Tốc độ hồn thú cực nhanh. Thậm chí có thể nói, tốc độ này không kém gì Ngân Long Tinh La Bàn mà Vương Lâm sử dụng khi ở tinh không. Nhanh như sét, hồn thú hóa thành tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh bay mất. Nguyên thần của Hắc Y nam tử vẫn đang bay nhanh. Trong đan điền của nguyên thần có một khối kết tinh nhỏ chừng ngón tay. Trên đó có một tia yêu lực chậm rãi khuếch tán. Hắn bỏ chạy một mạch, trong lòng oán hận Vương Lâm ngập trời. Hắn thề, sau khi khôi phục lại tu vi, nhất định sẽ tìm Vương Lâm giết chết hắn để trả thù. Đang lúc bỏ chạy, hắn bỗng dưng biến sắc, quay đầu lại liền thấy hồn thú đang hùng hổ như diêm vương đến lấy mạng hắn. Hồn thú đang phá tan hư vô, đuổi sát theo hắn. Hắc Y nam tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, đang muốn thay đổi hướng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, hồn thú bỗng nhiên rít gào một tiếng, thanh âm như thanh kiếm vô hình xuyên thấu không gian. Nguyên thần của Hắc Y nam tử bỗng nhiên run lên. Cứ như tốc độ này, hắn dễ trở thành bữa tiệc ngon cho con thú này mất. Trong mắt nó lộ ra vẻ tham lam, nó biết được rằng nếu nó nuốt được nguyên thần của Hắc Y nam tử, nhất định thực lực sẽ gia tăng. Đến lúc đó sẽ có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của Vương Lâm, nó sẽ được tự do tự tại trong trời đất bao la. Nghĩ như vậy nên hồn thú ra sức rút theo. Nó thở ra một trận gió tanh, mà gió này là quỷ phong, khiến nguyên thần của Hắc Y nam tử lập tức bị cứng đơ lại. Nếu là nguyên anh tầm thường, lại không còn thân thể, khi gặp phải gió này sẽ mất hết sức phản kháng. Nhưng Hắc Y nam tử không phải là nguyên anh, mà là nguyên thần, mặt khác lại là nguyên thần anh biến hậu kỳ đại viên mãn, sắp bước vào vấn đỉnh. Thế nên với loại gió này mà nói, chưa thể làm đông cứng hoàn toàn nguyên thần của Hắc Y nam tử. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, từ một góc độ không thể tin nổi lao vút đi, đúng vào lúc hồn thú đang định cắn nuốt hắn. Đây là hắn dùng tổn thần thuật, hao tổn tinh hoa của nguyên thần, vĩnh viễn không thể khôi phục được, để bỏ trốn. Đúng lúc ấy Vương Lâm động, không phải thân thể hắn động mà là côn cực tiên. Roi tiên di chuyển rất linh hoạt, bỗng chốc đã quấn lấy nguyên thần của Hắc Y nam tử, phút chốc bị Vương Lâm túm gọn trong tay, liền giam hắn trong một cây hồn phiên. Hồn thú giận đến tím mặt, thân mình nó run lên, quay đầu hướng về phía Vương Lâm trực nuốt lấy hắn. Vừa bị cướp đi miếng mồi ngon, hồn thú vô cùng tức tối. Cơn giận này không hề thua kém năm xưa khi bị tiên nhân phong ấn luyện bảo. Vương Lâm than thầm, ánh mắt phát lạnh, trong miệng nhẹ thở, phát ra một chữ. Chữ này vừa ra, hồn thú lập tức phẫn nộ rít gào, hai mắt đỏ bừng. Lúc này nó mới hung hăng nhìn Vương Lâm một cái, thân thể to lớn quay trở lại xạ thần xa. Trong nháy mắt nó đã trở lại xạ thần xa. Xạ thần xa chuyển động, hóa thành khu thú quyển, tự động di chuyển xuống dưới chân Vương Lâm. Lập tức dưới chân một lực hút cực mạnh từ bên trong khu thú quyển điên cuồng xuất hiện. Vương Lâm cười khổ, hồn thú tính tình hay đùa giỡn, cũng làm hắn hơi đau đầu. Hắn lập tức khoanh chân ngồi cố định, tay phải vỗ túi chữ vật, tiên ngọc xuất hiện trên tay chống cự lại lực hút của khu thú quyển. Lần này khu thú quyển hấp thu tiên lực cực nhiều, hơn những lần trước không ít. Như vậy có thể thấy được hồn thú rất đỗi phẫn nộ.
Tuy hấp thu tiên lực chính là tác dụng phụ sau khi sử dụng thần thông của khu thú quyển, nhưng ở trong khu thú quyển lâu như vậy, hồn thú ít nhiều gì cũng có một ít lực khống chế, chẳng qua là có hạn. Nhiều nhất là khiến cho việc hấp thu tiên lực có thể gia tăng một ít mà thôi. Hồi lâu sau, Vương Lâm thở sâu, lực hút trong khu thú quyển chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên là hồn thú kia không thể khống chế hơn nữa, chỉ tỏ vẻ không cam lòng buông tha. Thu hồi khu thú quyển, Vương Lâm cười khổ. Hắn thầm than một tiếng, lại ngồi xuống. Trong cơ thể, tiên lực dần dần được bổ sung hoàn toàn, lúc này hắn mới mở to hai mắt. Hồn thú này đúng là... Vương Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này trời đã sáng. Qua một đêm liên tục giằng co, yêu linh khí lãng đã dần biến mất. Vương Lâm đứng lên, tay phải vỗ túi trữ vật, xuất ra hồn phiên nơi giam cầm nguyên thần của hắc y nam tử. Nguyên thần lập tức bay ra, Vương Lâm tay phải nhanh như điện, lập tức cầm nguyên thần trong tay. Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm hóa thành sợi tơ, theo tay phải Vương Lâm chui vào bên trong nguyên thần, hình thành một đạo cấm chế. Nếu nguyên thần muốn tự nổ, cấm chế có thể có tác dụng hạn chế. Tuy rằng tu vi của hắn không đủ để phong ấn khi đối phương tự bạo, nhưng Vương Lâm cũng có thể biết trước được. Hắn có thể phong ấn đối phương vào trong hồn phiên trước khi đối phương tự nổ. Ta không cam tâm, nếu ngươi không dùng hồn thú pháp bảo, không có đám hồn phách hấp dẫn thiên quỷ, thì hôm nay ngươi không phải là địch thủ của ta, ngươi hẳn đã bị ta giết chết. Nguyên thần của Hắc Y nam tử lập tức rít gào, ánh mắt lộ ra tia cam phẫn, ác độc. Hắn biết rõ mình đang bị Vương Lâm bắt lấy, dĩ nhiên khó sống sót. Phong ấn trong cơ thể cũng khiến hắn biết được, chỉ sợ là muốn tự nổ e rằng cũng vô vọng, bởi vậy hắn thoải mái giải phóng tâm tư. Yêu tinh là vật như thế nào? Vương Lâm không nhiều lời, bèn hỏi. Nguyên thần của Hắc Y nam tử cười lạnh nói: "Ngươi thật vô liêm sỉ, ban đầu ngươi ép ta cùng ngươi đấu pháp, thừa lúc ta toàn lực thi triển, ngươi dùng pháp bảo khống chế nguyên thần của ta rời khỏi thân thể. Chẳng lẽ đây chính là những việc thường làm của Thiên Vận Tông sao?" Vương Lâm nhướng mày, sờ vào nguyên thần, lập tức trên mặt nguyên thần hiện ra vẻ thống khổ, liên tục kêu khóc thảm thiết, uể oải. Song hai mắt hắn lại càng ánh lên vẻ độc ác. "Ta chính là La Vân người của Thiên Quỷ Đạo, tu Thiên Quỷ Đạo, có quỷ linh bảo vệ. Nếu ngươi giết ta, một khi sư tôn của ta là quỷ chân nhân biết được, ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta. Dù là Thiên Vận Tử thấy sư tôn của ta cũng phải nói chuyện ngang hàng. Vương Lâm, hãy nghĩ cho kỹ." Nguyên thần cười lạnh nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thân, ẩn ý không hề sợ. Tay trái Vương Lâm vỗ vào phía trên nguyên thần của La Vân. Nguyên thần không còn thân thể này suýt nữa tan vỡ, lập tức trở nên rất suy yếu. "Tôn sư của ta sẽ không tha cho ngươi." Trong mắt La Vân hằn lên vẻ căm hận tột cùng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang, tay trái đặt lên đỉnh đầu của nguyên thần, miệng lẩm bẩm: "Siêu hồn." Siêu hồn thuật có rất nhiều hạn chế, nhưng với tu vi của Vương Lâm, hắn lấy tiên lực vận chuyển thuật này nên cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa nguyên thần của Hắc Y nam tử đang rất yếu, thi triển pháp thuật này cũng không có gì đáng lo. Ngay lập tức, La Vân kêu la thảm thiết. Theo lời đồn, siêu hồn thuật này cực kỳ tàn bạo, là một trong những thần thông tàn ác nhất. Một khi thi triển thần thông này, đối với người còn có thân thể cũng đã phải chịu đau đớn lắm rồi. Nhưng nếu trực tiếp thi triển lên nguyên anh hoặc nguyên thần thì sự đau đớn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. La Vân kêu la thảm thiết một hồi lâu, sau khoảng một nén nhang thì hắn không còn nhúc nhích nữa, lúc này nguyên thần của hắn biến thành một màu gần như trong suốt. Vương Lâm nâng tay trái lên, trực tiếp xuyên qua nguyên thần của La Vân vào trong đan điền của nó. Khi thu tay về, trong tay hắn đã có thêm một khối kết tinh. Mặt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, hắn bắt nguyên thần đã suy yếu của La Vân vào trong hồn phiên. Hắn nghĩ nguyên thần của La Vân này vẫn còn hữu dụng, dùng để luyện thành một chủ hồn trong tôn hồn phiên. Sau khi bỏ hồn phiên vào túi trữ vật, Vương Lâm khẽ động thân hình, hóa thành tia chớp, bay nhanh ra xa. Hắn bay theo hướng chủ hồn đang truy kích thiên quỷ. Phía trong yêu linh là nơi huyền bí, chẳng trách trước kia Âu Dương Hoa từng nói, cứ mỗi lần có người bên ngoài vào đây thì sẽ dấy lên gió tanh mưa máu. Thiên quỷ đạo như lời của La Vân, tuy khoa trương nhưng cũng là lời nói thật. Tuy nhiên, việc này phải gạt bỏ, bây giờ không nên nghĩ tới. Công pháp của thiên quỷ đạo khá thú vị. Mặt khác, có vài thuật ma cấm trong ký ức của La Vân, thật ra ta có thể tu luyện được một ít. Trong vùng đất yêu linh chia làm 10 quận, trong mỗi quận đều phong ấn một cổ yêu chi linh. Cổ yêu linh này chính là thiên địa tự nhiên hóa thành, có nhiều phép thuật thần thông. Một khi tu sĩ và nó dung hợp, tu vi có thể tăng lên nhiều lần. Lúc đó, sẽ đạt được một ít thần thông hùng mạnh. Căn cứ vào miêu tả theo trí nhớ của La Vân, mỗi cổ yêu chi linh đều là vật hiếm thấy ở trần gian. Sau khi dung hợp, có một tỷ lệ nhất định sẽ tiến vào cảnh giới, gọi là thần chi thủy. Cái gọi là thần chi thủy chính là một loại cảnh giới cực kỳ kỳ diệu, một khi tu sĩ tiến vào cảnh giới này, tốc độ cảm ngộ thiên đạo sẽ đạt đến trình độ không thể tin nổi. Nếu chỉ như vậy cũng thường thôi, nhưng hấp dẫn người ta nhất, có thể khiến cho tất cả các tu sĩ rơi vào tình trạng điên cuồng thèm khát, chính là sau khi tiến vào cảnh giới thần chi thủy. Ở mức độ nhất định, có thể tự mình nghĩ ra tiên thuật. Nghe đồn rằng, có một ít phép thuật thần thông năm đó tiên giới lưu lại là do một số tiên nhân chính mình đã tự sáng tạo ra tiên thuật sau khi tiến được vào cảnh giới này.
Vương Lâm đang bay trong không trung, hai mắt lóe ra hào quang. Hắn nắm toàn bộ ký ức của La Vân trong tay. Hiểu biết thêm về vùng đất yêu linh khiến trong lòng hắn có chút ấn tượng. Thực ra muốn đạt được cổ yêu chi linh cũng cực kỳ khó khăn. Dựa vào trí nhớ của La Vân, trong hàng vạn năm qua, dù mỗi năm ngàn năm, ở đây mở ra một lần, nhưng trên thực tế, số tu sĩ chân chính đạt được cổ yêu chi linh cực kỳ hiếm. Đồn rằng, hàng vạn năm qua, cũng chỉ có đâu chưa đến 10 người chân chính đạt được cổ yêu chi linh. Muốn đạt được nó chỉ có một phương pháp, đó là phải có chiến công. Trong mỗi quận chỉ có một cổ yêu, nó không do bất cứ ai khống chế, mà là tượng trưng tinh thần cho mỗi quận. Vật ấy cứ 10 vạn năm tiến hóa một lần. Một khi bị người dung hợp thì phải cần 100 vạn năm mới sinh ra một cổ yêu mới. Ở đây có 9 quận, mỗi quận có cổ yêu có cấp bậc khác nhau. Ví dụ như cổ yêu trong Thiên Yêu quận, chính là cổ yêu mới được sinh ra trăm vạn năm trước, có cấp bậc thấp nhất. Hoặc là như cổ yêu bên trong Cửu Tuyệt quận này, được sinh ra sớm nhất, cho đến ngày nay, chưa có tu sĩ nào dung hợp được. Hiện tại, mức độ hùng mạnh của nó đã không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có người có chiến công hiển hách mới có tư cách hướng về cổ yêu cùng bái. Chỉ có lại tuyệt đại ma nhân, luôn sống trong giết chóc, mới có cơ hội trở thành chủ của nó. Cổ yêu chi linh này cực kỳ quái dị. Toàn bộ dân cư gốc ở vùng đất yêu linh này, bất kể chiến công trong đời cao đến mức nào, đều chỉ có thể cúng bái mà không thể dung hợp. Chỉ có người từ ngoài đến mới có cơ hội dung hợp. Nguyên nhân vì sao thì không ai có thể biết. Mặt khác, mấu chốt là yêu lực có dung hợp được hay không. Nếu yêu lực không đủ thì dù có cơ hội, cũng không thể dung hợp được. Vì thế cứ 5.000 năm một lần, người từ bên ngoài vào đây, sau khi trải qua một trận gió tanh mưa máu, bọn họ cần phải giết chết đối phương và hấp thu được toàn bộ yêu lực. Chỉ có giết đối phương mới có thể bớt đi một người cạnh tranh. Vương Lâm ra vẻ trầm ngâm, tăng tốc thật nhanh hướng về phía chủ hồn. Thân hình hắn tạo thành một vệt, lóe lên như sao băng vụt bay về phía xa, không còn bóng dáng. Trong trí nhớ của La Vân, mấy vạn năm trước, Thiên Quỷ Đạo từng có một người tiến vào nơi đây, tuy không đạt được cổ yêu, nhưng cuối cùng rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, sau đó miễn cưỡng sống sót, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra khỏi đó. Sau khi hắn về tới Thiên Quỷ Đạo, lập tức cẩn thận ghi lại 4 năm ở tại đó. Vì thế La Vân mới biết, xem ra cũng rất thuận tiện cho mình. Căn cứ vào kế hoạch của La Vân, hắn dựa vào kinh nghiệm của tổ tiên để lại, đúc kết ra rằng nếu muốn nhanh chóng ở lại đây, trước tiên phải bắt đầu nhập vào được một quận nào đó cái đã. Có như vậy mới có tư cách đạt được chiến công. Mặt khác, quan trọng hơn là khi đạt được chiến công là phải tự mình hăng hái chiến đấu. Sau đó thế lực sẽ tăng lên, từ đó mới chiếm ưu thế hùng mạnh. Quận gần đây nhất là Thiên Yêu quận, muốn nhập vào được cần phải đạt 3 giáp yêu lực. Nơi đây 3 giáp yêu lực tương đương với tổng linh lực của trúc cơ kỳ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lật tay phải, đem một khối yêu tinh ra xem. Khối nào chính là vật trong nguyên thần đan điền của La Vân. Hắn xem xét một lúc thấy vật này tương đương với 2 giáp yêu lực. Chẳng trách La Vân muốn giết ta, khi hấp thu khối yêu tinh trong thung lũng, đúng là 1 giáp yêu lực, cùng với vật này vừa vặn 3 giáp yêu lực. Thế nên, hiện tại cũng là đang thuận tiện cho ta, Vương Lâm cười lạnh, lấy tốc độ thật nhanh. Thần thức của hắn đã cảm nhận được trước mặt không xa là chủ hồn. Hắn hóa thân thành một đạo khói nhẹ, bay thật nhanh. Bỗng nhiên, hắn dùng mình, rồi từ trong làn khói nhẹ, dáng hắn hiện dần ra, mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Không đúng, theo trí nhớ của La Vân, sau khi dung hợp cổ yêu chi linh, sẽ có cơ hội tiến vào cảnh giới của thần chi thủy. Nghe tên quen quen, thần chi thủy, trúc công thủy, thủy, Vương Lâm thần mình chấn động. Hắn ngạc nhiên dừng lại giữa không trung, đứng yên không nhúc nhích, hai mắt lóe lên một tia hàn quang sáng ngời. Nếu nhìn từ xa, lúc này hai mắt Vương Lâm giống như hào quang kéo dài vạn trượng, sáng ngời khác thường. Thủy cảnh, chẳng lẽ là thủy cảnh ư? Vương Lâm thở sâu, trong mắt ánh hào quang như sáng lên gấp 3 lần. Nghĩ đến thủy cảnh, tim hắn đập rộn ràng. Vương Lâm từng đi tìm cực cảnh ở khắp nơi. Khi ở Chu Tước Tinh đã biết được, bên trong Tu Ma Hải, tại một bình nguyên có một động tiên ngầm trong lòng đất, bên trong còn lưu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến cực cảnh. Ở đó, hắn đã chiếm được những bản ghi chép rất tỉ mỉ. Trong lúc xem xét lại, hắn cũng không tránh khỏi nhìn thấy những thông tin về cực cảnh và hai loại cảnh khác. Đạo cảnh, thủy cảnh. Vương Lâm trầm tư suy nghĩ. Thần chi thủy, ba đại cảnh giới chính là cảnh giới linh lực tồn tại vĩnh cửu. Nhưng cực cảnh có thể theo linh lực chuyển hóa tới thần thức. Hai cảnh giới còn lại hẳn cũng có thể chuyển đổi. Thần chi thủy cảnh giới liệu có thể là một dạng chuyển hóa của thủy cảnh hay không? Nếu cực cảnh là biểu tượng của sự chết chóc thì thủy cảnh chính là biểu tượng của sinh tồn. Như vậy nếu dựa trên nền tảng là thần thức thì loại này không ngừng sinh sôi. Ta tu luyện là theo đạo lý sinh tử luân hồi của trời đất. Nếu có thể kết hợp được cực cảnh và thủy cảnh, lấy cực cảnh là tử, thủy cảnh là sinh thì có thể thành công đại đạo luân hồi hay không? Vương Lâm nghĩ đến đây, lắc đầu cười khổ. Hắn tự nhủ thầm, mình không thể suy luận quá mức ảo tưởng, quá mức không phù hợp với thực tế. Hắn thở dài rồi lấy lại tinh thần. Bất kể là như thế nào đi nữa thì cũng chưa ảnh hưởng gì đến mình, nên không nghĩ nữa mệt người.
Vương Lâm dẫm chân tại chỗ một cái, khẽ lắc mình lập tức biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm xa. Ở ngoài dặm xa có một bình nguyên. Khi Vương Lâm vừa đáp xuống, lập tức xuất hiện một số vật giống như âm hồn, từ bốn phương tám hướng thét gào rồi lao tới, xoay xung quanh Vương Lâm. Trong đó có một đầu lân rít gào xông tới. Vương Lâm đảo thần thức qua, ánh mắt dừng lại trên mặt đất, nơi bên trong có một vết nứt. Chỗ ấy dài chừng trăm trượng, trông giống như nhát chém của một người đang bay từ trong không trung chém xuống. Trải qua nhiều thập kỷ, đã bị vùi lấp dần, chỉ còn lại một khe nứt không đầy 10 trượng. Bốn phía cỏ dại mọc thành từng bụi rậm rạp. Nếu không quan sát kỹ rất khó để phát hiện ra khe rãnh này. Vương Lâm há mồm hút một hơi, chủ hồn xoay bốn phía xung quanh thân thể hắn lập tức hóa thành khói đen. Nhất nhất chui vào trong miệng Vương Lâm, dung nhập vào tôn hồn phiên trong nguyên thần. Hấp thu chủ hồn, Vương Lâm hạ xuống bên ngoài khe rãnh, lạnh lùng nhìn lại. Căn cứ vào trí nhớ của La Vân miêu tả, thiên quỷ vốn là một vật thần thông mà chỉ thiên quỷ đạo mới có. Vật ấy sinh ra từ hư vô, chính là vật vô hình. Như người của thiên quỷ đạo, lấy máu của phụ nữ có thai làm chất dẫn, nhiệt huyết của thanh niên trai tráng dẫn dắt, hơn nữa lại dùng nguyên thần của tu sĩ để triệu tập lại. Trải qua 7749 năm mới có thể hấp dẫn được một thiên quỷ, rồi lấy bí thuật bắt lấy nó để trở thành bản mạng quỷ linh. Trong thiên quỷ đạo, La Vân là người có thân phận tôn quý. Lần này tiến vào đây, sư tôn của hắn tự mình đem một trong 9 bản mạng quỷ linh yếu nhất cho hắn, dùng để phòng thân. Vì La Vân có thời gian tu luyện quá ngắn, nên lúc này mới xảy ra việc quỷ linh phản bội. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vẽ vào hư không một đường, lập tức đám bụi khí ở khe hở thét gào lao ra. Hắn liền phất tay phải xuống dưới, ngay lập tức đám khí thét gào lao thẳng vào trong rãnh sâu. Đám bụi khí này giống như một con rồng, điên cuồng cuộn mình vọt nhanh vào trong khe rãnh. Thiên quỷ vẫn trốn suốt trong này, bởi vì lúc trước phản chủ, hơn nữa cũng không còn máu huyết tương liên, nên lúc này cực kỳ suy yếu. Nhưng với thiên quỷ, nó chỉ suy yếu tạm thời, một khi nó chịu đựng qua được 7 ngày, nó sẽ không cần máu huyết cũng có thể sống sót. Một khi trải qua 49 ngày, nó có thể tự mình khôi phục hoàn toàn, hóa thành vật tàng hình. Từ đó về sau có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ. Lúc này, nó đang ẩn núp ở bên trong, tự nhiên hai mắt mở to. Thân hình vừa khẽ động, trực tiếp hiện ra, đánh về phía đám bụi khí. Chỉ có điều, khi nó đánh về phía đám bụi khí, lập tức, đám bụi khí tiêu tan, rồi hóa thành nhiều tia hàn quang, khuếch tán lao đến. Thiên quỷ ngẩn người ra, quay đầu dần lui vào phía trong. Trong nháy mắt, đám bụi khí ngưng tụ, tập trung về phía thiên quỷ. Gần như trong nháy mắt, trên người thiên quỷ xuất hiện hàn quang của đám bụi. Nó rít gào một tiếng, lùi mình về phía sau. Đúng lúc này, một đám bụi khí khác cũng điên cuồng vọt tới. Trước mặt thiên quỷ nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bụi tàn. Theo sau, từng đám khí bụi lại tiếp tục cùng nhau ngưng tụ, đánh về phía thiên quỷ. Cứ thế, ở trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ trên người thiên quỷ đầy cho bụi. Vương Lâm lúc này đang ở ngoài khe rãnh, ánh mắt chợt lóe, tay phải phất vào hư không, miệng quát. Lời nói vừa dứt, lập tức trong khe rãnh truyền ra tiếng của thiên quỷ gầm rú thét gào. Cùng lúc đó một đạo hắc quang từ trong khe lao ra cực nhanh, đánh thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm liền lui nhanh về phía sau, nhưng hắc quang kia vẫn đuổi theo. Vương Lâm hừ lạnh, lùi về phía sau, tay phải sờ vào túi trữ vật, lấy côn cực tiên vung ra. Lập tức nghe một tiếng giòn vang, liền sau đó thiên quỷ kêu lên một tiếng, đành phải rút lui. Côn cực tiên chuyên dùng để đánh nguyên thần. Lúc này thiên quỷ không có thực thể nên cũng là cùng dạng với hồn phách nguyên thần. Thiên quỷ ăn đòn đau, dáng vẻ càng trở nên độc ác. Nó không để ý đến đau đớn, điên cuồng đánh về phía Vương Lâm, bộ dạng nó cực kỳ dữ tợn, sát khí kinh người. Lúc này bụi khí bám đầy người hắn, giống như một chuỗi kim sâu, không ngừng làm tiêu hao sức lực của thiên quỷ. Nhưng lúc này, thiên quỷ không thèm để ý gì nữa, hướng thẳng Vương Lâm xông tới. Chỗ nó đi qua, toàn bộ bề mặt cỏ khô vàng một khoảng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, côn cực tiên trong tay nhanh chóng rút lại. Thiên quỷ định lùi nửa bước, nhưng chưa kịp, đã nghe mấy tiếng roi quất nhằm thẳng nó. Lập tức nó kêu thảm một tiếng, toàn thân đau nhức, hắn không thể bước tiếp, đành xoay mình bỏ chạy. Vương Lâm biết rằng đây chính là lúc thiên quỷ suy yếu nhất. Nếu bây giờ để nó chạy trốn, sau này khi nó khôi phục lại, e rằng đối phó sẽ rất phiền toái. Theo trí nhớ từ La Vân, Vương Lâm dĩ nhiên biết được rằng sau khi thiên quỷ phản bội, nó cần phải có 49 ngày tu dưỡng. Hắn gần như không có gì do dự, trong tay côn cực tiên quất nhanh về phía trước. Lập tức roi bay như du long, trực tiếp lao ra, hướng về phía thiên quỷ cuộn lại. Thiên quỷ nghĩ kỹ, lúc này nếu chạy trốn e cũng vô vọng, nên nó xoay nhanh người quay lại. Há miệng phun ra một đám lửa màu lục, tựa như một biển lửa, bao trùm côn cực tiên. Đây là quỷ hỏa, chính là bản mạng chi hỏa của thiên quỷ, là thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất trong cơ thể nó. Đối với thiên quỷ mà nói, nó cực hận Vương Lâm, nhưng với đòn đánh này cho thấy nó hận côn cực tiên hơn nhiều. Xem ra côn cực tiên là vật chuyên đối phó với thiên quỷ, vì thế có chết nó cũng muốn hủy diệt. Loại pháp bảo này nó chỉ mới nghe qua có một kiện. Tuy nhiên kiện pháp bảo đó cũng đã biến mất khỏi thế giới này, quyết không còn tồn tại nữa.
Lúc này nó đã quyết định phải hủy cho bằng được pháp bảo kia, nên vẫn giả vờ suy yếu để dùng bản mạng chi hỏa. Trong nháy mắt, bản mạng chi hỏa phun ra, Vương Lâm vụt biến sắc mặt. Hắn vẫn sớm biết rằng thiên quỷ rất hùng mạnh nên vẫn có chút do dự. Nhưng xét cho đến giờ phút này thì nó đã suy yếu nên mới quyết định tới bắt sống. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa rực sáng, trong lòng hắn chấn động. Hắn không thực sự lo lắng về ngọn lửa mà đang cảm giác có sự quỷ dị trong đám lửa. Nó không đốt thân thể mà chuyên đốt nguyên thần. Gần như lập tức, Vương Lâm cảm giác được bên trong nguyên thần đang truyền ra từng trận nóng rực đau đớn. Hắn không kịp thu côn cực tiên về, lập tức lui lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, từ chỗ côn cực tiên bị bản mạng chi hỏa của thiên quỷ bao trùm, phát ra từng trận âm thanh. Một đạo kim quang bỗng lóe ra trong không gian, nó chỉ lóe ra một lần rồi lập tức biến mất trong vô ảnh. Nhưng lần lóe lên duy nhất cũng là lúc Vương Lâm nhìn thấy. Kim quang chợt lóe, bao trùm lên trên bản mạng chi hỏa của thiên quỷ, không ngờ bản mạng chi hỏa lập tức vụt tắt trong nháy mắt. Chứ cũng không phải dần dần tắt lịm như bình thường. Nó giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình chụp gọn rồi biến mất trong nháy mắt. Ngọn lửa vừa tắt, thiên quỷ biểu lộ rất cổ quái, giống như nó cũng ngạc nhiên, không thể tin nổi cảnh tượng trên, rồi hét lên một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vẫn còn chậm, kim quang chợt lóe lên, không chỉ có ngọn lửa tắt mà ngay cả thiên quỷ cũng lập tức trở nên trong suốt. Gần như chỉ trong nháy mắt, thiên quỷ liền hoảng loạn, kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân mình nhanh chóng tiêu tan. Vương Lâm khẽ động thân hình, nhanh như một tia chớp, lao ra hư không chụp lấy côn cực tiên. Rồi tiên lập tức chấn động, bay nhanh trở về nằm gọn trong tay Vương Lâm. Bắt lấy roi tiên, hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi phía trên roi tiên, kim quang thật quỷ dị. Lúc này nhìn lại thiên quỷ, nếu Vương Lâm không thu hồi roi đúng lúc thì nó đã chết chắc. Mặc dù lúc này, nó cũng đã bị bao vây sắp chết, thân hình gần như từ từ tiêu tan. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, hồn phiên xuất hiện trên tay, liền cuộn thiên quỷ vào trong, dùng hoàn cảnh đặc thù trong hồn phiên tạo điều kiện cho thiên quỷ không hề bị tiêu tan. Làm xong, Vương Lâm cẩn thận nhìn kỹ côn cực tiên trong tay. Sau khi bị lửa của thiên quỷ thiêu cháy, trên roi có chút thay đổi. Một lớp da bị cuộn lên, một chạm nhẹ cũng thấy nó cực kỳ cứng rắn. Vương Lâm nhìn thấy có vẻ kỳ lạ, roi này khi bị lửa đốt giống như loài rắn bị lột da, nhưng lúc này bên trên nó lột chưa xong. Trong chốc lát, Vương Lâm thu hồi roi tiên. Hắn nhìn ra xa, xác định phương hướng rồi hóa thành tia chớp, biến mất tại chỗ. 3 ngày sau, Vương Lâm nhìn ra xa, thấy có một thung lũng. Trên thung lũng có trận pháp lóe lên hàn quang chậm rãi trôi, một uy áp hùng mạnh từ từ truyền lại. Vương Lâm thấy uy áp này rất quen thuộc, nó đến từ chính cấm phiên. Trước khi rời khỏi, Vương Lâm từng xuất cấm phiên ra, lấy nó phối hợp với trận pháp nên mới khiến sơn cốc này được an toàn dưới sự tấn công của yêu linh khí lãng. Nhanh như điện, hắn liền có mặt ở ngoài cốc, bước chân một bước, nhanh chóng có mặt trong cốc. Hắn từng phá trận pháp trong sơn cốc này một lần, hơn nữa lại dung hợp với cấm phiên nên qua lại quá dễ dàng trong trận này. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện bên trong thung lũng, liếc mắt một cái hắn thấy cư dân đang tập trung tại trung tâm thung lũng, ngồi nghe Âu Dương Hoa nói chuyện. Âu Dương Hoa vừa nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn vội vàng xuyên qua đám người, từ rất xa hướng về phía Vương Lâm cúi đầu cung kính nói: "Cung đón thượng tiên trở về." Hắn toàn tâm cung kính chào đón. Trước đây, hắn đã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm và người kia cùng đi ra ngoài. Nhưng giờ đây, Vương Lâm trở về, chứng tỏ là người kia đã bị Vương Lâm giết chết. Âu Dương Hoa nghĩ, xem ra khi hai người đi ra cũng là lúc người kia bị giết chết. Sâu trong thung lũng là nơi cấm địa, chớ tự tiện mà xông vào. Vương Lâm lưu lại câu này, bước một bước. Liền biến mất trước mắt mọi người, xuất hiện chỗ sâu bên trong thung lũng. Âu Dương Hoa lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, hắn thở sâu rồi thầm nghĩ, nếu có thượng tiên ở trong này trấn thủ. Như vậy ngày sau nhất định sẽ được an toàn. Không những thế mà còn có thể mở rộng địa bàn, cũng là việc dễ. Nghĩ thế nên trong mắt Âu Dương Hoa lộ lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn xoay mạnh người, quay về phía dân cư bên trong thung lũng, lớn tiếng nói. Sâu trong thung lũng, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Các ngươi nhớ dặn dò con nhỏ thật nghiêm, chớ làm trái với quy định của tộc. Bốn phía đại đa số đều gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có mấy người phía trên tỏ ra vẻ không phục. Trong đó có một thanh niên thầm nói, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta vào đó. Trong thung lũng này, chỗ đó là mát mẻ nhất. Âu Dương Hoa ánh mắt trừng trừng, quát. Đây là nội quy của tộc, từ hôm nay trở đi, nếu ai vào trong, trái với lời ta sẽ bị đuổi ra khỏi thung lũng, sống chết tự lo. Lời này vừa dứt, tất cả những người phản đối lập tức im bặt, không ai còn dám bàn tán. Cảm thấy nói quá nhiều, Âu Dương Hoa ho khan một tiếng, lại nói. Sơn cốc này quá nhỏ, có lẽ đã đến lúc thay đổi. Gia đình các ngươi cũng cần có thêm con cái, chúng ta nên mở rộng thêm. Bốn phía nghe xong, ai nấy đều lộ lên vẻ điên cuồng, một người trong số họ bước lên vài bước, lớn tiếng nói. Trưởng lão muốn tuyên chiến. Âu Dương Hoa hung hăng gật đầu. Vương Lâm khoanh chân ngồi sâu trong thung lũng. Sở dĩ hắn tạm thời dừng chân ở đây vì có tính toán khác. Tại vùng đất yêu linh này, muốn đứng vững gót chân, tất phải có thực lực. Ngoài thứ đó ra, còn phải có chiến công. Đằng nào cũng phải đến thành cổ yêu.
nhưng trước khi đi, cần phải chuẩn bị một số thứ. Trong thành cổ yêu, muốn tạo nên một mảnh thiên địa của riêng mình là rất khó. Hơn nữa, căn cứ vào trí nhớ của La Vân, bên trong phủ, phía tả thành có phần đông là những cao thủ. Những người này toàn là cư dân nơi vùng đất yêu linh. Bọn họ tu luyện, lấy yêu lực là việc chính, thuật thần thông cũng giống như thế. Vương Lâm tuy chưa gặp người chân chính sử dụng yêu lực thần thông, nhưng La Vân thì đã gặp qua. Tổ tiên của La Vân đã từng tiếp xúc với họ một thời gian dài. Nếu là trước khi thu lấy hồn phách của La Vân, thì Vương Lâm đã không chút do dự đi tới thành cổ yêu. Nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý. So với việc đi luôn tới thành cổ yêu vào lúc này, thà rằng ở lại thung lũng này, giáo hóa cư dân nơi đây, khiến cho họ nghe mệnh ta. Ta sẽ truyền cho bọn họ pháp thuật thần thông, như vậy thì mấy năm sau, ta sẽ có thêm một lực lượng của riêng mình. Trong ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức hiện lên ý chí quyết đoán. Làm việc lớn không quan tâm tới chuyện vặt vãnh. Ta liền truyền thụ cho bọn họ thuật hồn phiên. Thuật này bắt đầu tương đối dễ dàng và lại phù hợp với việc chết chóc, giết chết được càng nhiều. Càng ngưng tụ được nhiều hồn phách, thực lực cũng từ đó mà tăng thêm. Từ đó ta cũng có cơ hội khôi phục lại tôn hồn phiên. Một khi khôi phục được, ta sẽ không còn sợ gì nữa. Dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng không sợ. Trong số những tu sĩ ngoại lai, ta nhất định sẽ đứng trong top 10. Chỉ có thế mới có cơ hội đạt được cổ yêu chi linh. Nghĩ đến đây Vương Lâm thở sâu, rút trong túi chữ vật ra hai quả ngọc giản. Thần thức đảo qua, lập tức phía trên lưu lại một khẩu quyết. Bên trong luyện hồn tông có 3 môn pháp thuật là luyện hồn, trừ phách, tỏa thần. Trong đó tỏa thần chính là do các thế hệ chính thống đã tu luyện. Trên thực tế, tỏa thần thuật này vốn là chuẩn bị cho thập ức tôn hồn phiên, chính là phương pháp dùng để điều khiển hồn phiên này. Còn luyện hồn và trừ phách lại là căn bản của luyện hồn tông. Trừ hai phương pháp trên, luyện ra hồn phiên là lựa chọn hàng đầu của đệ tử khi mới nhập môn. Chỉ có luyện thành hồn phiên mới chính thức là đệ tử của luyện hồn tông đệ. Trong đó luyện hồn chính là luyện hóa những linh hồn vốn có sẵn, từ đó rút ra phách, còn lại là hút linh hồn của người sống. Vương Lâm chỉ để lại khẩu quyết bước đầu của pháp thuật luyện hồn và trừ phách vào trong ngọc giản. Sau đó hắn trầm ngâm, lưu lại phương pháp chế tác hồn phiên vào trong ngọc giản. Dựa vào phương pháp chế tác hồn phiên này sẽ có một sơ hở chí mạng mà chỉ có Vương Lâm biết được. Thậm chí thông qua sơ hở này, hắn có thể không cần nhìn đối phương tế luyện mà chỉ trực tiếp khống chế hồn phiên của đối phương thành vật của mình. Với bản tính cẩn thận vốn có, Vương Lâm sẽ không truyền thụ lại cho mọi người toàn bộ mà không có chút đề phòng. Chế tác xong ngọc giản, Vương Lâm đảo thần thức qua, liền nhìn thấu khắp toàn bộ thung lũng. Mỗi một nơi, Vương Lâm đều nhìn đến, không nơi nào có thể che giấu được. Hắn tỉ mỉ xem xét. Không ngờ nơi đây, mọi người đều rất sung sức, so với hắn năm xưa, họ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Rất cảm khái nhưng Vương Lâm cũng có chút vui sướng. Những người này tư chất quả không tồi, điều đó cho thấy có thể tu luyện. Tuy ở đây không có linh lực, nhưng lại có yêu linh tồn tại, những người này lấy yêu lực tu luyện hồn phiên chi mộc, biết đâu lại thành công cũng nên. Nghĩ như vậy, nên Vương Lâm liền dùng thần thức tìm Âu Dương Hoa đang lên kế hoạch tiến công cốc khác và chiếm làm lãnh địa. Sau khi truyền âm thanh tới tai Âu Dương Hoa, Vương Lâm thu hồi thần thức. Không bao lâu thì Âu Dương Hoa xuất hiện, vẻ mặt cung kính, vội vã chạy từ xa tới. Hắn vốn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của Vương Lâm. Hắn chợt giật mình, vội vàng tiến tới. Vương Lâm liền ném ra hai quả ngọc giản về hướng Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa ngẩn người ra, cẩn thận nhìn ngọc giản vụt qua, lập tức mặt lộ vẻ kích động, nói: "Thượng tiên, này, đây chính là yêu giản." Cũng không khác yêu giản là mấy. Vương Lâm suy tư một chút, nghĩ tới trong trí nhớ của La Vân khi nói tới bản ghi chép của tổ tiên. Ở vùng đất yêu linh này đúng là có một từ yêu giản. Âu Dương Hoa lấy ngọc giản ra, nhìn một hồi lâu, thở dài, cuối cùng trên nét mặt già nua ửng đỏ, lão thấp giọng nói: "Thượng tiên, lão hủ chỉ biết vật này đã từng có sách ghi chép, nhưng tác dụng của nó thì không biết như thế nào." Tinh thần tập trung, dán tại mi tâm, trong đầu hãy tưởng tượng, xem xét ngọc giản, nếu tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ nhìn thấu. Nếu không được thì ngươi có thể thử lại vài lần. Vương Lâm nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Âu Dương Hoa thở sâu, khoanh chân ngồi dưới đất, cầm ngọc giản, dán tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau, mặt hắn nhăn nhó, mặc cho hắn tưởng tượng như thế, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được. Vương Lâm tuy nói là nhắm mắt, nhưng hắn luôn theo dõi Âu Dương Hoa từ đầu đến cuối. Âu Dương Hoa vốn là trưởng lão của cốc này, nhưng vì hắn khi còn nhỏ, đã từng học ở thành cổ yêu, bị phát hiện là có tinh lực. Nên không được ở lại thành cổ yêu, đành trở lại cốc này, tất nhiên là địa vị đã tăng lên rất nhiều, Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng. Trong cơ thể Âu Dương Hoa có một đạo hơi thở, giống như sợi tơ xen kẽ bên trong, chậm rãi di chuyển. Chẳng qua kinh mạch của lão bị tắc nhiều chỗ, khiến cho tốc độ di chuyển của đạo hơi thở đó chậm chạp, phạm vi di chuyển cũng vì thế mà hạn chế. Mặc dù thế, nhưng hơi thở này có thể thông qua trận pháp, nơi sơn cốc tăng nhanh tốc độ, khiến lão có thể điều khiển trận pháp, đồng thời nương nhờ pháp lực của trận pháp, có thể ảo hóa ra thân thể. Một lúc lâu sau, Âu Dương Hoa đành phải bỏ cuộc. Hắn than thầm, vẻ mặt chua xót, lắc đầu không nói.
Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hắn xuất hiện một ánh sao. Tay phải hắn vung lên, tay trái song chỉ cùng hợp lại. Lập tức, Âu Dương Hoa không còn làm chủ được mình, bị bốc lên không trung, lão kinh hoàng kêu lên. Bỗng nhiên, một đám mây bao phủ lên phần bụng lão. Âu Dương Hoa lập tức kêu lên đau đớn, trong bụng quặn thắt cực điểm, trán vãi mồ hôi, rơi trên mặt đất. Mặc dù đau đớn, nhưng lão nghiến răng chịu đựng. Âu Dương Hoa biết rằng, Vương Lâm nếu muốn hại lão chắc không cần rườm rà như thế. Hắn làm thế, 8-9 phần là chuẩn bị để giúp lão. Lão nghĩ rằng, suốt cuộc đời lão chỉ quanh quẩn nơi sơn cốc, không thể làm được việc lớn. Nhưng hiện tại thì lão đang rất phấn chấn, kích động, bởi vì trực giác mách bảo lão rằng hôm nay là ngày lão sẽ đột phá, không thể để mơ ước của cuộc đời này chỉ mãi là giấc mộng. Vương Lâm điểm song chỉ tại bụng của Âu Dương Hoa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Mỗi lần di chuyển nửa tấc, Âu Dương Hoa càng đau đớn gấp đôi, trán lão mồ hôi chảy ào ào, đổ xuống như mưa, ướt đẫm cả mình mẩy. Lúc này lão run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cắt không ra máu. Thần sắc Vương Lâm vẫn như không. Sau khi nhấc tay phải lên ba tấc, hắn liếc nhìn Âu Dương Hoa một cái, bình thản nói: "Chịu đựng." Nói xong, hắn nhấc tiếp lên ba tấc. Tại đó, bỗng nhiên hắn nâng lên, trong nháy mắt liền điểm tại phía trên mi tâm của lão. Một tiếng kêu thảm vang vọng, lan truyền khắp toàn bộ thung lũng. Âu Dương Hoa chớp mắt một cái, rồi ngã xuống mặt đất, bất động. Vương Lâm vẫn không nhìn về phía Âu Dương Hoa, mà vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bên trong thung lũng, cư dân đều nghe tiếng Âu Dương Hoa kêu thảm, nhưng không ai dám bước chân vào sâu bên trong cốc. Quy định CUA tộc vô tình như thanh kiếm, không ai dám trái. Mấy canh giờ sau, Âu Dương Hoa mới từ từ mở mắt. Lão mở to mắt, kinh người hoàn toàn ngây dại. Mọi thứ ở đây vẫn bình thường, hoa kia vẫn là hoa, cây cỏ vẫn là cây cỏ, thậm chí bức tường bốn phía kia vẫn còn y nguyên. Chỉ có điều trong mắt lão, bây giờ mọi thứ toàn khác biệt, tất cả không còn như trước. Âu Dương Hoa hiểu, hắn vừa được hồi sinh, trong lòng hết sức cảm kích, không kìm nổi hai hàng lão lệ. Lão không cần thử cũng biết được, chính mình đã đạt đến trình độ nhị tinh. Lão lập tức quỳ rạp người xuống trước mặt Vương Lâm, gập đầu cảm tạ. Tạ ơn thượng tiên. Lời nói tuy ngắn nhưng bên trong ẩn chứa vô vàn cảm phục, cũng có thể so sánh được với sự kích động và rung động tâm hồn đến tột đỉnh. Người thử nhìn xem có thấy tận bên trong yêu giản không? Vương Lâm gật đầu nói. Âu Dương Hoa cầm lấy ngọc giản, đặt tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Lập tức, khẩu quyết trong ngọc giản lập tức in hẳn trong trí nhớ của lão. Thân mình Âu Dương Hoa run lên, thở sâu áp chế sự kích động nội tâm, trầm giọng nói. Vãn bối thấy được. Bất giác, hắn đã thay đổi cách xưng hô của mình. Vương Lâm hơi gật đầu. Thực ra lúc trước song chỉ là để giúp Âu Dương Hoa cưỡng ép thông ra một kinh mạch. Nhưng phương pháp này cũng hơi ác độc, sẽ để lại nhiều di chứng sau này. Song điều này cũng là đường tắt làm tu vi của hắn nâng cao lên. Khẩu quyết này tên là luyện hồn, ngươi hãy chú ý nghe ta giảng giải một lần. Ngươi học được sau này dạy lại cho cư dân trong cốc. Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa chậm rãi nói. Âu Dương Hoa hôm nay thực sự bị kích động mạnh, có thể sự việc sau lại kích động hơn sự việc trước. Tu vi được nâng cao, vốn cũng đã làm hắn sung sướng. Nghĩ đến khẩu quyết của Ngọc Giản, trái tim hắn đập loạn xa. Trong lòng hắn vẫn còn mơ hồ không nghĩ đây là sự thật. Dù sao, nơi vùng đất yêu linh này, toàn bộ công pháp đều là vật cực kỳ quý báu. Những kẻ đầu đường xó chợ như cư dân trong sơn cốc này, suốt đời cũng không thể đạt được. Thượng tiên, ý ngài là muốn truyền thụ công pháp cho ta phải không? Âu Dương Hoa thở sâu, không dám tin, hỏi. Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu nói. Không chỉ có ngươi, tất cả cư dân ở đây đều được truyền thụ. Âu Dương Hoa giật mình, khom người cung kính, trầm giọng hỏi. Suốt đời này Âu Dương Hoa không bao giờ quên ân điển của Thượng Tiên. Những lời này nói ra là từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý. Phải biết rằng, tại vùng đất yêu linh này, công pháp là thứ chỉ một ít người tuyệt đối không tầm thường nắm được. Như Âu Dương Hoa mà nói, cuộc đời hắn có quyết tâm đến mấy, cũng không có cơ hội nắm giữ công pháp, nói chi đến toàn bộ cư dân bên trong thung lũng. Vương Lâm lại chỉ điểm một chút về những điều cần chú ý của thuật luyện hồn. Âu Dương Hoa như thể một đứa trẻ bắt đầu đi học, cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, nội tâm cực kỳ cảm kích Vương Lâm. Đợi Vương Lâm nói xong, Âu Dương Hoa chấp tay hành lễ như đệ tử, khom người lui ra. Thấy bộ dạng của Âu Dương Hoa, Vương Lâm ngẩn người ra, nhưng lại lập tức thản nhiên, hắn dạy công pháp cho lão hành lễ như thế cũng đúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái cũng đã 3 tháng. Âu Dương Hoa cực kỳ chăm chỉ, toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện thuật luyện hồn. Ý nghĩ tấn công tộc khác cũng bị lão đè xuống, chuyên tâm cho việc nghiên cứu thuật này. Thiên tư của hắn vốn khá tốt, hơn nữa, thần thông này của luyện hồn tông thuộc loại dễ dàng khi mới nhập môn. Nhưng khó khăn khi luyện thành tinh thâm. Trải qua 3 tháng trời tu luyện, Âu Dương Hoa cũng thu chút thành công. Chẳng những hắn mà toàn bộ đàn ông trong tộc đều được Vương Lâm dạy bảo, đều đạt được thành quả không nhỏ. Thời gian 3 tháng, cả ngày Vương Lâm đều ngồi nghiên cứu yêu tinh. Dưới sự nghiên cứu của hắn, hai khối yêu tinh dung hợp thành một khối. Bên trong khối yêu tinh ẩn chứa yêu lực vô biên, còn bên ngoài xuất hiện rất nhiều xúc tu mờ, bay nhẹ nhàng quỷ dị.
Ba giáp yêu tinh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, liền há mồm nuốt nhanh yêu tinh vào. Khi yêu tinh xâm nhập vào cơ thể, lập tức xuất hiện ở vị trí đan điền, từng trận yêu lực theo nó khuếch tán. Theo đó, toàn bộ kinh mạch của Vương Lâm bắt đầu chuyển động. Sau khi vận chuyển một vòng, hơi thở Vương Lâm lập tức thay đổi. Lúc này cảm giác phóng khoáng của tiên nhân không còn. Ngược lại, toàn thân yêu khí tung hoành, quỷ dị khó lường. Tất cả đều thay đổi, ngay cả mặt hắn cũng nổi lên vẻ yêu dị, nhất là ở hai mắt làm cho người ta thấy khiếp sợ. Đây là một đôi mắt yêu dị, đạt đến cực điểm, đôi đồng tử như hình quả trứng dựng đứng, khiến cho ai nhìn thấy cũng chấn động tâm can. Vương Lâm nhẹ nhàng nâng tay phải lên nắm chặt, mày nhăn lại. Toàn thân chứa đầy yêu lực, nhưng thật đáng tiếc, số lượng từng này chưa đủ, toàn bộ vận chuyển cũng chỉ mới đạt đến trình độ trúc cơ kỳ. Hắn vừa nghĩ xong, yêu lực trong kinh mạch cơ thể lập tức thu lại, toàn bộ trở về trong yêu tinh, không sót một tí. Yêu lực rút về, tiên lực trong kinh mạch lại lưu chuyển bình thường. Hơi thở toàn thân Vương Lâm lập tức từ yêu dị biến mất, quay về trạng thái siêu phàm thoát tục, không bám bụi trần. Yêu lực biến đảo này cũng có cái hay. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe ra. Ở đây 3 tháng, hắn đi ra 3 lượt, 3 lượt này đều là vì giảng giải cho tất cả mọi người đang tu luyện hồn thuật bên trong thung lũng. Mọi người trong thung lũng đều biết, chính Vương Lâm cho họ cơ hội tu luyện hồn thuật. Lúc trước mọi người còn hiểu lầm và sợ sệt, nhưng bây giờ không còn như thế, ngược lại họ còn cảm kích và tôn kính hắn. 3 lượt đi ra, gần như mỗi lần Vương Lâm đi ra, gặp mọi người, tất cả đều giơ tay cung kính vấn an. Mọi người tu luyện hồn thuật đều đạt mức bình thường, ngoại trừ Âu Dương Hoa tiến bộ cực nhanh, còn có một người làm Vương Lâm chú ý. Người này chính là thanh niên bị Vương Lâm theo dõi trước kia và từ đó phát hiện ra sơn cốc này. Chàng trai này tu luyện hồn thuật cực kỳ dễ dàng. Trong 3 tháng đã tu luyện đến giai đoạn 3. Giai đoạn này chính là bước để chuẩn bị chế tác hồn phiên cho chính mình. Đến đây thì cũng khép lại tập 119 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.